Anh bảo hôm nay đảm đang quá nha các bạn. Này, biết nấu cơm nhá, ngon chưa? Cơm vẫn còn đang nóng kìa. Ngon không con? Ngon, ngon quá. Ngon quá, ăn vòng mồm luôn kìa. Xin chào các bạn, xin chào tất cả các bạn. Wow, hai anh em đi đâu về kia con? Con đi siêu thị về à? Đi siêu thị để mua đồ đúng không? Chúng mình mua được nhiều đồ không? À, hôm nay hai anh em đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và hai anh em sẽ tự nấu ăn nhờ. Vâng ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ theo dõi hết video để có thể xem hai anh em Gia Bảo và Minh Khoa hôm nay sẽ chủ tài nấu ăn như thế nào nhá. Nào, bây giờ chúng mình sẽ đẩy xe về xem hôm nay hai anh em mình đi siêu thị mua được gì để nấu ăn nhá. Ngồi đi khẽ thôi con. Nào Gia Bảo ơi, con mở cái xe ra. Con mở xe ra, con nhấc từng món đồ ra cho các bạn xem. Nhớ cẩn thận nha. Từ nào để thím quay cho các bạn xem đã. Wow, đây là một rổ trứng cút này các bạn. Ôi, hai em còn mua cả mì tôm này. Mua gạo. Wow, đúng rồi, chúng mình không thể quên được gạo để có thể nấu cơm. Mua nước nữa. Mua xúc xích. Wow, cả xúc xích. Vào. Kẹo cầu vồng đúng rồi. Rồi con lấy tiếp đi. Hai quả dưa. Wow, cả hai quả dưa chuột luôn. Gì nữa nhỉ? Hai chai C2 để chúng mình sẽ uống sau khi ăn đúng không? Vâng ạ. Gì nữa nhỉ? Hai gói thịt ong. À đúng rồi. Hết chưa con? Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nấu ăn nha. Gia Bảo để đồ vào đã nào con. Sau đó thì thím sẽ hướng dẫn hai anh em mình cách nấu ăn nhá. Vâng ạ. Qua cắt xúc xích để anh nấu cơm. Đúng rồi. Mình qua sẽ cắt xúc xích, còn anh Gia Bảo sẽ cho gạo vào nấu cơm nha các bạn. Uầy, anh Bảo đảm đang chưa? Gia Bảo đang cho gạo vào nồi nha các bạn ơi. Phía bên này nha, Mình Khoa đang cắt xúc xích. Ôi, cũng cắt khéo chứ nhở. Minh Khoa ơi, cắt đẹp thế. Ôi dồi ôi. Rồi, con đẩy cái vung vào. Đã cắt xong một cái xúc xích. À, bật bếp lên. Rồi, bây giờ chúng mình đã có một nồi cơm rồi các bạn nha. Gia Bảo đang cho lên bếp để nấu. Tiếp theo, Gia Bảo ơi, con lấy một cái nồi khác, con cho trứng vào để luộc nào. Đầy luôn rồi. Đây được rồi à, thế con cho nước vào. Ôi ném khẽ thôi, vỡ trứng con. Sao thế hả Minh Khoa? Đứt rồi à, thì con cắt luôn đi. Được chưa con? Rồi à. À hình như là nồi cơm đã được rồi đấy. Con bắt nồi cơm xuống, con để nồi cơm xuống rồi cho cái nồi trứng lên. Rồi chúng mình sẽ đổ nồi trứng lên để luộc nhá. Đậy nắp vào con. Rồi sau đó thì bật bếp. Đây các bạn ơi, nồi trứng nhá, mình luộc xong rồi, đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ bắt ra. Mình sẽ cho ra nhá, để ra đây. Mình lại cho cái nồi lên để mình sẽ nấu mì. Gia Bảo ơi, em Minh Khoa thái xong xúc xích rồi, con cho xúc xích lên bếp rán đi. Còn Minh Khoa thì sẽ cắt dưa chuột nhỉ. Đây con cắt xong, con để vào đây. Bật bếp lên. Bật bếp lên, rồi lấy đũa đảo con. Các bạn ơi, trên tay Minh Khoa là dao đồ chơi thôi, nó không sắc cho nên chúng mình cũng không lo đứt tay đâu nha các bạn. Đây là món đồ chơi bằng inox rất an toàn. Được rồi, thơm rồi. Gia Bảo ơi, chín rồi, con đổ ra bát đi. Ôi, thử xem nào, cho các bạn xem đã nhá. Các bạn ơi, đây là một chảo xúc xích vừa rán xong, rất là thơm. Bây giờ chúng mình sẽ để ra bát nhá, lát nữa mình sẽ ăn. Các em ơi, trong lúc Minh Khoa thì thái dưa, còn Gia Bảo thì xào mì, chị sẽ cho các em xem sản phẩm mà Gia Bảo với Minh Khoa vừa nấu xong nhá. Wow, đây là mì này, mì chúng mình vừa nấu xong này các bạn. Còn đây là trứng cút nhá, trứng cút đã luộc chín rồi, lát nữa mình cũng sẽ bóc ra để ăn. Wow, còn đây là nồi cơm này, nồi cơm của hai anh em cũng đã chín rồi nha các bạn. Mì
Minh Khoa bóc xong chưa con? Bóc xong rồi. Bóc xong rồi. Hai anh em đã bóc xong hai quả trứng cuối cùng nhờ. Bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị bắt đầu ăn nhá. Minh Khoa ơi, để anh xí cơm cho Minh Khoa. Đúng rồi. Anh bảo hôm nay đảm đang quá nha các bạn. Này, biết nấu cơm nhá. Ngon chưa? Cơm vẫn còn đang nóng kìa. Rồi anh Gia Bảo sẽ xới cho Gia Bảo luôn. Minh Khoa ơi, con muốn ăn cơm mấy gì? Ủa, có nhiều món chưa kìa? Có trứng này. Con thích ăn cơm trứng xúc. À, thế thì con lấy đũa con gắp đi. Con đừng chót tay, bẩn. Ủa, vừa nãy mình đã rửa tay bằng xà phòng sạch chưa? Rồi ạ. Đúng rồi, mình nấu xong mình phải rửa tay thật sạch trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh nhá. Anh sẽ cũng ăn luôn. Đây, để tí để gần cho hai anh em dễ ăn nhá. Đây, đây là món trứng này. Anh xin lấy xúc xích anh ăn. Đây là món xúc xích này. Món này thì lát nữa chúng mình sẽ ăn với mì sau. Ngon á. Ôi, dính cơm vào mép ra bảo luôn kìa. Khoa ngon không? Ngon. Ôi, hai anh em ăn ngon quá nha các bạn. Mỗi anh em ăn hết một bát cơm rồi, bây giờ hai anh em lại ăn đến mì này. À, được rồi. Đâu, tìm xem đĩa mì của Gia Bảo nào. Ôi, các bạn ơi, đây là bát mì của Gia Bảo nhá. Đây là bát mì này, có cả kẹo 7 màu này. Ôi, Gia Bảo ơi, con cho thêm cả màu hồng vào đi, nhìn cho nó đẹp. Của con mới chỉ có màu xanh thôi. Con gắp đi. Anh sẽ ăn mì. Đây, bát mì của Gia Bảo đây các bạn. Ngon tuyệt luôn. Ôi, có Minh Khoa này. Minh Khoa vẫn chưa quen dùng đũa nhỉ. Ôi, gắp kìa các bạn. Ngon quá. Con chưa dùng đũa bao giờ. Tại vì con toàn ăn thìa nhỉ. Nhưng mà tại vì khi mình ăn mì thì mình phải ăn đũa thì nó sẽ dễ ăn hơn. Anh ăn ngon quá. Con phải kẹp con gắp vào chứ. Ôi, Gia Bảo này, ngon chưa? Minh Khoa ăn thử cho các bạn xem nào. Ôi, Minh Khoa gắp nhiều cái này thế. Ăn thử đi. Các bạn ơi, đây là món mì trộn rất là ngon nha. Mì trộn với cả kẹo 7 màu, ngon cực luôn. Ăn ngon hơi rồi. Thế ăn ba nữa đi con. Bây giờ con thử ăn mì với cả trứng đi. Ôi, hai anh em mình không ăn dưa chuột à? Chúng mình phải ăn thêm cả dưa chuột nữa. Ngon á. Hết luôn. Ăn tiếp đi con. Ăn trứng. Lấy thêm một ít mì nữa. Mà đừng ơi, ăn. Hứng bát vào con. Rồi, cho vào bát. Đưa bát này hơn. Ngon cực. Ăn hết bát mì luôn. Gia Bảo ăn loáng bát hết luôn bát mì mà vẫn còn trứng. Ôi, trứng tương ớt ngon thế. Con ăn bát trứng tiếp. Thôi Minh Khoa ăn thử xem nào, trứng ngon không hả Minh Khoa ơi? Minh Khoa, món trứng ngon không con? Giờ ăn tiếp. Múc cơm. Gia Bảo ăn bát cơm thứ hai. Giỏi thế, chúng mình phải ăn thật nhiều để chống lớn nhờ. Anh ăn bát cơm đầy luôn. Các bạn nhỏ ơi, ở nhà chúng mình cũng nhớ ăn khỏe giống như là Gia Bảo với Minh Khoa nhá. Chúng mình phải ăn thật nhiều cơm và thức ăn thì mới có thể chống lớn được. Ngon. Gia Bảo ơi, con ăn thử trứng cút đi, trứng luộc đi, xem có ngon không. Con cắn thử một nửa xong con đưa cho thím xem nè. Ngon nhỉ. Ồ, chín này các bạn. Con ăn tiếp đi. Hai anh em phải nhớ ăn cả dưa chuột nữa nha con. Ông có
qua thì vẫn đang ăn mì. Ngon không con? Ngon, ngon quá. Ngon quá, ăn phồng mồm luôn kìa. Mẹ con chấm tương ớt. À, con chấm tương ớt à? Anh uống nước. Dạ Bảo no bụng chưa con? Ôi này, một lúc thôi mà hai anh em đã ăn hết cả đồ ăn luôn rồi. Thế này có mà no căng bụng luôn nhỉ? No chưa con? Rồi à. Rồi, ăn no rồi, sau đó thì chúng mình sẽ chuẩn bị dọn bát lại nhá. Dọn bát lại để chúng mình đi rửa bát. Hai anh em mình ăn no bụng quá rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ uống thêm một ít nước nữa, sau đó thì phải mang bát đi rửa nhá. No quá à. Thôi mình khoa uống nước đi nào. Rồi hai anh em mình chào tạm biệt các bạn đã nào. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nấu ăn của hai anh em nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.